Butterfly, phi tướng đấu sĩ, kiêm luôn sát thủ khá toàn diện trong meta hiện tại. Anh em game thủ yêu thích Butterfly cũng chỉ vì cô nàng có bộ chiêu thức khá dễ chơi và sở hữu nhiều trang phục đẹp mắt với đầy đủ thứ bậc từ thấp nhất đến cao nhất. Tuy nhiên, nhiều anh em lại lầm tưởng rằng chơi Butterfly là cứ có chiêu nào bấm chiêu đó, điều này là hoàn toàn sai lầm. Nhiều người cứ thắc mắc, sao người ta chơi Butterfly chiêu hồi nhanh thế, nhảy ulti được liên tục hay thế, sát thương sao mà cao thế, còn mình chơi thì không làm được như vậy. Chính vì lẽ đó, trong video ngày hôm nay chú Zoom sẽ hướng dẫn các bạn chơi Butterfly cực kỳ chi tiết, giúp các anh em nắm rõ bộ chiêu thức, cũng như là cách combo, cách lao vào giao tranh hợp lý nhất nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng phân tích bộ kỹ năng và nội tại của Butterfly nhé. Đọc mấy cái này đau đầu lắm nên chú Zoom tóm tắt cho các anh em dễ hiểu nhé. Nội tại của Butterfly là sát thủ. Butterfly có 3 dấu ấn nội tại dưới thanh máu. Mỗi khi hạ lính hoặc quái rừng hoặc tướng địch sẽ nhận được một điểm nội tại. Khi đủ 3 điểm thì chiêu tung ra kế tiếp sẽ lập tức được làm mới. Chiêu 1 của Butterfly là quét kiếm. Butterfly vung kiếm theo hình vòng cung gây sát thương đến những kẻ địch lân cận. Ngoài ra còn nhận được lá chắn, đồng thời tăng tốc chạy và miễn làm chậm. Chiêu 2 của Butterfly là phi kiếm. Butterfly phóng kiếm ra phía trước gây sát thương lên những kẻ địch theo đường thẳng. Chiêu này giúp tăng tốc đánh và chí mạng. Chiêu 3 của Butterfly là ám sát. Butterfly nhảy vồ vào tướng địch, khiến kẻ địch chịu thêm 12% máu đã mất thành sát thương chuẩn. Khi mục tiêu bị hạ, chuyển 35% sát thương nạn nhân gánh chịu thành máu cho Butterfly, đồng thời là mấy chiêu cuối của cô. Đánh trúng mục tiêu, trong 3 giây Butterfly nhận được miễn thương từ đòn đánh thường. Chiêu 1 và chiêu 2 sẽ giảm thời gian hồi chiêu nếu dùng chiêu 3 kèm đòn đánh thường. Sau khi nắm rõ bộ chiêu thức, chúng ta cùng xây dựng trang bị bằng ngọc chuẩn nhất cho Butterfly nhé. Đây là trang bị đi rừng cho Butterfly, cũng có thể thay đổi từ kiếm truy hồn thành rìu Leviathan tùy trận nhé, hoặc đầu game lên kiếm, cuối game đổi thành rìu. Còn đây là trang bị đi lan, dày thì tùy trận sẽ khác nhau nhé. Phù hiệu duy nhất và tốt nhất cho Butterfly chỉ có thể xoay quanh ma chú, kết hợp tương phản và xuyên tâm. Bảng ngọc các bạn lên như thế này nhé. Ngọc đỏ 4 viên tỷ lệ chí mạng, 6 viên công vật lý xuyên giáp. Ngọc tím 3 viên hút máu, 7 viên tốc đánh tốc chạy. Ngọc lục 10 viên công vật lý xuyên giáp. Butterfly đi rừng cầm trừng trị, đi lane cầm tốc biến hoặc bộc phá tùy trường hợp. Bạn nào cọc tính xíu thì cầm theo gầm thét cho thét ra lửa luôn nhé. Tiếp theo chúng ta xem cách combo chuẩn xác nhất cho Butterfly. Đây là combo số 1, khi tích đủ 3 điểm nội tại, lao vào bằng chiêu 3, dùng chiêu 1 chiêu 2 ngay. Hai chiêu này chiêu nào bấm trước cũng được, sau đó đánh thường liên tục để giảm thời gian hồi chiêu 1 và chiêu 2. Khi hồi xong thì tiếp tục chiêu 1 chiêu 2 và kèm đòn đánh thường. Tiếp tục nhảy chiêu 3 và lặp lại combo như trên. Nhớ là tung chiêu nhanh, gọn và dứt khoát nhé. Đây là combo số 2, khi không tích đủ 3 điểm nội tại. Dùng chiêu 1 chiêu 2 trước, hai chiêu này chiêu nào bấm trước cũng được, rồi mới lao vào bằng chiêu 3. Sau đó đánh thường liên tục để giảm thời gian hồi chiêu 1 và chiêu 2. Khi hồi xong thì tiếp tục chiêu 1 chiêu 2 và kèm đòn đánh thường. Khi nào chiêu 3 hồi xong thì nhảy chiêu 3 và lặp lại combo như trên. Lưu ý là tuyệt đối không được bấm 2 lần ulti liên tục, như thế sẽ phí sát thương lắm. Butterfly là vị tướng ăn mục tiêu lớn rất nhanh nếu biết tận dụng thời gian hồi chiêu. Đây là con rồng lớn nhé anh em. Xem Butterfly sơi con rồng siêu nhanh nè.
Để làm được điều này thì các anh em nên tận dụng dùng chiêu cuối và đánh thường sẽ giảm mạnh thời gian hồi chiêu 1 và chiêu 2. Cách áp dụng như combo kể trên khi đủ 3 điểm nội tại và khi không đủ 3 điểm nội tại nhé. Một điều cuối cùng chú Dung muốn chia sẻ với các anh em, đó là trước khi lao vào giao tranh, nhất là khi giao tranh tổng quyết định cuối trận, thì nên cố gắng tích đủ 3 điểm nội tại. Như thế mới phát huy hết sức mạnh bá đạo của Butterfly nhé. Giờ thì mời các anh em xem một vài highlight của Butterfly nhé. Đảm bảo hoa mắt tê tái tâm can luôn. A hi hi. Video đã hết rồi, còn có gì thắc mắc các anh em hãy bình luận phía bên dưới nhé. Chú Zoom sẽ giải đáp ngay. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Bye bye!